44 anh em. Phía gần Huỳnh Ngáo, Khang, Phương, Tuấn Lộc, phía cha Bình Long Hòa, Phạm Tú, Trí Nhỏ và Thanh Tâm. Thanh Tâm này khác nha, Thanh Tâm này Long Hòa, Trần Nhật Thanh Tâm chứ không phải Thanh Tâm Củ Chi nha. Hay quá, lòng thủ tốt. Vẫn còn. Phán qua lưới 1-2. Ghi danh lùng nha anh. Anh một ly mì đó hả? Ba bóng đặc sắc, trắng xong rồi dội vô đầu Khang qua ăn luôn. Không ai bóng đúng một hết. 3-2. Tầm thủ cũng tốt quá. 3 đều. Cả hai bên đều có bước một rất êm. Lưới 3 đều. 4-3. Lỗi tôi up phê điểm. Bóng chậm tay trắng, 4 đều. Điểm bình 5-4. Lần thứ hai. Tới lần thứ hai Quỳnh mới thành công. 5 điều. Không qua được trắng của Khang. 6-5. Sáu đều. Sáu đều. Bảy sáu. Bóng bạc trắng ra ngoài rồi.
Và cấm sân. Bảy đều. Tám bảy. Mình chớp thời cơ thành công. Tám bảy. Sao thấy được 9 vậy? Tội 8 điều. Trời nó lộn nữa. Nó phê điểm ghê quá. Tám điều anh em. Tôi áp phê điểm nhất luôn á. Quá em. Huỳnh vừa sửa lưng hết tất cả mọi người. 9-8. Không lọt rồi. 9 điều. Chắn cao quá. Hai cái chắn quá cao. Bóng ngoài. 0-9. Canh này đấy, tao phát không phải đơn giản đâu. 0-9. Không đều. Phòng thủ 20 công. 1-0. Một điều. Qua trắng phải đi, cho khen qua trắng trái đi. Qua trắng nữa đi, cho ấm lại. 2-1. Mình đi gắt trước không á? Quỳnh ập đại 1. Trắng lượm đi gì đâu mà. 2-0. Lên. 3-1. Này.
đi đâu? Cái vô luôn rồi. Khắc nhập luôn rồi. Bốn một báo. Rồi sao đi, quyết liệt. Tấn Long. Qua. Rồi. 2-4. Cậu nào cũng muốn được hết. Kết thúc. Huỳnh giành chiến thắng 15-12.